Các bạn thân mến, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh dạy vẽ tranh 3D của học vẽ Mr. Tiêu và họa phẩm tiêuart.com. Ngày hôm nay thì được sự hướng dẫn cũng như là sự đồng tình của tất cả các bạn, và các bạn nhất là tất cả các bạn mà đang có nhu cầu học vẽ, đang muốn lấn sân vào con đường học vẽ này để tìm hiểu tất cả những cái dụng cụ nào liên quan đến vẽ tranh này. Đầu tiên là có thể là màu vẽ này, bút vẽ, toan vẽ, các loại bay vẽ, đúng không ạ? Banh xô, bút tỉa, và cái quan trọng nhất chính là cái giá vẽ. Giá vẽ đây chính là một cái để chúng ta có thể giữ tranh, cầm tranh cho chắc chắn và ổn định trong quá trình chúng ta thực hành vẽ. Và trong tất cả các clip trước của Tiêu, Tiêu đã hướng dẫn cho các bạn biết một cái loại giá vẽ thông dụng ngoài những cái giá vẽ gỗ nhé, và đặc biệt là những loại giá cao cấp, giá có thể có khả năng tút ra tút vào, cân bằng cũng như là nắm tay cầm rất là chắc. Thì ngoài cái giá vẽ hạng 1 ngày hôm trước Tiêu giới thiệu cho tất cả các bạn ấy, thì ngày hôm nay Tiêu sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái loại giá vẽ nữa, và giá vẽ này không thua kém gì so với giá vẽ hạng 1, và nó lại rất là chắc chắn cũng như là giá thành sẽ hợp lý hơn nữa để cho tất cả các bạn cùng trải nghiệm. Với tất cả các loại giá vẽ của Tiêu thì Tiêu chọn cho các bạn là những học viên mới bắt đầu ấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ nên nên chọn mua một lần thôi, nhưng mà dùng mãi mãi. Bởi vì tất cả giá vẽ này chúng ta chỉ cần dùng một loại duy nhất thôi, mà có khả năng đứng dậy vẽ cũng được, ngồi xuống vẽ cũng được. Đấy, thì phải làm sao để chọn những loại giá như vậy. Nguyên tắc thứ hai khi chúng ta chọn giá vẽ đó chính là có khả năng cơ động. Khi mà chúng ta di chuyển xa, gần, đi lại hoặc là đi ô tô, đi xe máy thì làm sao nó phải gọn gàng nhất có thể, đặc biệt là các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn mới học vẽ hay là những họa sĩ chuyên nghiệp, chúng ta phải đi ra ngoài, di chuyển ra ngoài thì chúng ta phải lựa chọn những cái sản phẩm nào cho phù hợp nhất. Thì ngày hôm nay Tiêu sẽ cùng giới thiệu cho các bạn giá vẽ sắt loại 02. Đó chính là giá vẽ hình bên trái các bạn đang quan sát đây, và trước mắt ống kính đây chính là hai cái hình ảnh của hai cái giá vẽ khác nhau. Và chúng ta nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ cùng review và xem xét xem giá vẽ nào sẽ phù hợp với bản thân của chúng ta hơn, thì các bạn hãy lựa chọn và ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho học vẽ Mr. Tiêu cũng như là họa phẩm tiêuart.com để chúng ta có thể sử dụng ngay và cầm ngay trên tay cái giá vẽ của mình để có thể bắt đầu thực hành ngay nhé. Đầu tiên thì Tiêu sẽ cùng nhấc cái giá vẽ này sang bên này. Rồi. Các bạn hãy quan sát về tổng quan hình dáng chung của cái giá vẽ này, rất là chắc chắn và độ đầm rất là chắc này, không bao giờ có sự lắc. Đấy, nó chỉ giật cái khớp cố định của nó là chắc rồi. Nếu cần thiết chúng ta xoáy thêm cái ốc này vào cho chắc hơn. Đấy, thì nó sẽ không bị rung rinh nhá. Chúng ta sẽ gia cố thêm và xoáy thêm vào, và nhiệm vụ cài nhấc lên là xong. Đấy, nhấc ra từng bên một là xong. Đấy. Giá vẽ này thì nó sẽ khác với những giá vẽ nó có cái cây ngang, vẫn là có cây ngang nhưng mà nó chắc chắn hơn rất là nhiều, có độ đầm và cái khả năng tuốt lên tuốt xuống linh động giữa các loại giá vẽ với nhau. Tất cả các cấu trúc về bên trên hình hài bên trên này đều giống như giá vẽ loại 1, đó là có tay xoay này, tuốt lên tuốt xuống được nhé. Đấy, tuốt lên tuốt xuống vô tư, các bạn có thể xoay như thế này. Đó, xoay như này để thấy độ cao thấp di chuyển của nó, cũng như là cái giá ôm tranh, cái khớp đằng trước rất chắc chắn nhé, rất chắc chắn. Đấy, cái này có thể xoay được này. Đấy, sau khi xoay rồi chúng ta sẽ khớp xuống thì nó sẽ giữ ở đây luôn nhé, và chúng ta mở ra là xong. Đấy, tất cả đều có thước đo cân bằng. Đấy, và tọa độ cân bằng để đảm bảo cái giá vẽ của chúng ta chắc chắn. Đây là một cái tay cầm này, sau khi mà chúng ta khóa như này lại, khóa chốt này lại thì tất cả giá vẽ nó sẽ không đẩy lên, rất là chắc chắn nhé. Đấy, và nhiệm vụ của chúng ta lắc thnày vô tư, nó không bao giờ bị sao cả. Đấy, và muốn mở ra chúng ta sẽ phải là xoay cái này, xoay cái này cữ này, và lúc này ta mới ép xuống được, ấn xuống. Đấy, chân anh sẽ mở rộng ra thoải mái theo cái nhu cầu của chúng ta. Viện muốn cái giá vẽ chắc chắn ấy, thì các bạn sẽ cầm lên. Đấy, cái này có thể đu cả người lên cũng được nhé. Đấy, tuy nhiên thì hạn chế tại vì những cái này nó chỉ có tác dụng giữ để tạo cái thế cân bằng giữa ba cái trụ thôi. Đấy, các bạn sẽ có thể tu được lên ngắn hơn. Ví dụ diện tích bàn của các bạn sẽ hơi nhỏ ấy, thì các bạn sẽ cho nó cao hơn một chút nhé. Đấy, còn lại sau khi khóa cao rồi chúng ta sẽ chốt lại. Nếu bàn rộng thì chúng ta hãy bung lụa. Đây là cái tay cầm để có thể di chuyển và giữ cho cái giá này chắc chắn này. Bên trên này là bàn, bên trên này là tọa độ, thước đo nước. Đấy, tất cả những cái chân này đều có khả năng là tút ra tút vào vô tư. Ngay mình sẽ cùng tút này. Đấy, bên trên này còn một nấc nữa nhá. Khi mà các bạn kéo xuống đều có được nữa. Đấy, một nấc nữa. Nó rất là dài. Đấy, ba nấc rất là dài.
chúng ta sẽ cùng tút thôi. Cả ba chân đều được nhá. Đấy, cả ba chân đều được. Lát nữa thì Tiêu sẽ cùng gói một đơn hàng cho khách hàng miền Nam hoặc là bạn trong thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo thì Tiêu sẽ cùng đặt thử một bức tranh lên cái giá vẽ của chúng ta xem là độ chắc chắn của nó đến đâu nhá, để chúng ta có thể so sánh với tất cả các loại giá vẽ trên thị trường hiện nay. Đây, các bạn sẽ lưu ý chúng ta sẽ cài đây nhá. Đối với loại giá vẽ mà có cái cắn ngang này thì một số bạn cũng đã từng sở hữu rồi, cũng có thể là có rồi ở nhà rồi đấy. Nhưng mà cái giá vẽ này chúng ta sẽ móc rất đơn giản, đó là nhắc nhẹ ở đây và ngoắc nhẹ ở bên này. Sau đó là ép hết cỡ xuống. Nếu cần thiết các bạn dùi thêm một, dùng cái tô vít ấy, rồi xoáy cái này sâu hơn một chút nhé. Đấy. Sau đó là chúng ta đưa cái tranh của mình vào. Có thể đưa khổ tranh nhỏ. Nếu khổ tranh nhỏ thì chắc chắn cái khoảng này nó sẽ là cao hơn rồi. Đó, chúng ta đưa lên đây và nhiệm vụ của mình nó là đặt dựa vào đây và chúng ta vẽ, tiến hành vẽ. Nó rất là chắc chắn. Còn nếu mà tranh to hơn, cao hơn thì các bạn có khả năng là đẩy cái này lên. Đấy, đẩy cái này lên cao nha. Để nó có thể ôm vừa đúng cái cữ tranh của mình. Sau đó là chốt cái nấc này lại là xong nha. Bề Tiêu sẽ thử lấy một cái khổ tranh tầm 50-70 xem nào, nó sẽ to hơn đến cỡ nào nhé. Ví dụ đang một bức tranh đang vẽ dở như thế này. Nào, mốc. Mốc. Nào, chúng ta sẽ đặt vào đây nha. Các bạn đặt đây và ấn cái đầu này xuống. Đấy, chúng ta sẽ mở cái đầu này này ra. Xoay xuống này. Được chưa ạ? Xoay cái nấc bên trên ôm vào cái bức tranh và đẩy. Đồng thời là ta tiến hành đẩy cái thanh này ra phía trước. Đấy. Cho cái gờ này nó móc vào vào tranh, ôm hẳn như này nhé. Ôm hẳn và nhiệm vụ gấp bạn nó ấn cái này xuống. Đấy, như vậy là khóa, giống y chang như cái giá vẽ ngày hôm trước mà chúng ta đã cùng review rồi. Và phía bên đằng sau đây chính là cái giá vẽ mà các bạn đang quan sát, nó ôm chắc đến cỡ như thế này nhé. Nó ôm chắc và nhiệm vụ chúng ta cứ tiến hành đằng trước thôi, còn đằng sau chúng ta chưa quan tâm vội. Những cái này chúng ta khóa ngay từ đầu rồi, nên là cái giá vẽ chạc ba chân nó rất là chắc chắn. Đó. Đặt vào đây nhá. Bây giờ Tiêu sẽ cùng tháo ra, sau đó là cho các bạn thấy mà tất cả những cái sản phẩm mà bên tiêuart.com và họa phẩm tiêuart.com sẽ gửi cho các bạn được đóng gói, được bảo quản cẩn thận đến cỡ nào. Chúng ta sẽ cùng tháo từng cái ra một. Và bây giờ chúng ta chỉ cần tháo nhẹ cái này ra và đẩy anh ấy lên là xong. Gấp vào là xong. Tất cả các bạn khi mà muốn di chuyển chúng ta sẽ gấp cái này lại nhá, tránh trường hợp bị gãy nhá. Tút nó xuống này, tút cái đầu này xuống và gấp quắp vào bên trong. Đấy, khi gấp vào quắp vào bên trong này nó sẽ không bị gãy được nhá. Đấy, và ôm ở đây. Tất cả các sản phẩm đều được bọc hết ni lông cẩn thận. Tiêu sẽ cho một lớp ni lông nhẹ đã. Khi mà những cái sản phẩm mà không được bọc đóng gói cẩn thận ấy là có thể và có nguy cơ là những cái hàng giả, hàng nhái nó trôi nổi. Và bây giờ mình sẽ cùng gia cố bên khu vực bên trên này nhé. Sẽ được bọc bởi một lớp chống sốc. Đấy. Đấy, những cái này thì có thể nhét luôn vào trong. Tôi sẽ nhét thêm một cái lớp bóng kính nữa. Những cái sản phẩm mà bên tiêuart.com phân phối trước khi xuất xưởng, xuất kho ấy, là sẽ được kiểm tra và rà soát lại một lần về chất lượng đã. Mà trong quá trình vận chuyển cũng có một vài đơn hàng nó bị xây xước hoặc là bị gãy nhẹ thì chúng ta có thể đổi trả hoàn toàn miễn phí nhé. Các bạn sẽ xoáy sâu và tập trung vào cái đầu nấc này. Đấy, tại vì đầu này nó hay bị dễ bị gãy nhất do nó yếu nhất. Chúng ta sẽ quấn nhẹ nhàng vào đây. Sau đó là sử dụng băng dính. Đó. Và sẽ dùng một lớp chống sốc để bảo vệ giá vẽ cho các bạn. Đặt lên đây. Xoáy thật đều. Thế cái đầu này ta sẽ là tiến hành gấp lại này. Gấp lại và xoáy ngang ra. Như vậy nó rất là gọn nhá. Gọn rồi. Gia cố thêm hai đầu này nữa.
bên ngoài cùng của nó sẽ có một cái lớp túi da như này, túi da để đựng. Thì sau khi em bọc chống sốc cẩn thận, gia cố hai đầu cẩn thận, chúng ta sẽ nhét vào túi da để đảm bảo khi mà hàng vận chuyển ở từ xa, tất cả các tỉnh thành trên cả nước hoặc là ra bên nước ngoài thì chúng ta vẫn có thể đảm bảo độ an toàn cho hàng của mình nhé. Kéo vào đây và dỡ nó xuống này. Được chưa? Nó chắc nịch như này rồi. Kéo cái này lên. Và bây giờ mình sẽ cùng đến khâu cuối cùng, đó chính là hoàn thiện hóa đơn. Sau khi mà giá vẽ đã được bọc chống sốc cẩn thận, ổn định như thế này rồi, chúng ta sẽ có một hóa đơn để chống hàng giả hàng nhái. Thì bên tiêuat.com sẽ có một cái hóa đơn bán hàng, đó là họa phẩm của Tiêuat. Địa chỉ có, ngày giờ bán hàng có và tên khách hàng đều có ở đây. Tất cả các bạn sẽ kiểm tra lại hàng một lần nữa sau khi mà nhận hàng của bên bưu tá xuất tới, hoặc là bên giao hàng tiết kiệm xuất tới, hoặc là bên Viettel Post, hoặc là Bưu điện Việt Nam xuất tới. Thì các bạn hãy bóc hàng ra và kiểm tra một lần nữa thật là kỹ, tất cả những sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn thì chúng ta mới phải thanh toán. Như vậy thì Tiêu vừa đóng xong một đơn hàng rồi, còn lại rất là nhiều đơn hàng nữa. Do vậy là Tiêu sẽ phải dành thời gian để đóng hàng và gửi hàng cho tất cả các bạn. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những đơn hàng tiếp theo. Xin chào.